Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ở bên Mỹ sướng hay khổ? Đây là một cái câu hỏi không dễ trả lời bởi vì tất cả chúng ta khi sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì đều có một cái câu đó là có làm thì mới có ăn, tay làm thì hàm mới nhai chứ không dưng ai dễ mà mang phần tới cho. Thì ở Mỹ cuộc sống sẽ như thế nào? Thì vừa qua Tuấn Dương cũng có được trao đổi với rất là nhiều người bạn Việt Kiều Họ cho biết rằng Cuộc sống ở bên Mỹ nói chung là người ta đối xử với nhau không có cái phân biệt giai cấp giàu nghèo Giống như là ở Việt Nam Và ai cũng vậy Cho dù là đi hốt rác, hút bụi, cắt cỏ, làm cu ly, rửa chân cho người ta Đi ở đợ, ô xin Thì cũng đều có thể mua xe hơi để lái và có nhà lầu để ở Và khi ra đường thì chúng ta rất khó có thể biết ai giàu và ai nghèo vì mọi người đều ăn mặc bảnh bao và toàn lái xe hơi láng bóng, làn da thì cũng trắng trẻo và sạch sẽ vì họ sống trong thời tiết lạnh và trong nhà thì luôn có máy điều hòa. Tuy nhiên, ở nước Mỹ, nếu như muốn làm giàu, muốn có tiền, thì nước Mỹ đúng là có nhiều cơ hội cho bạn, nhưng bạn phải cực khổ, vất vả và chịu khó. Bạn muốn tự do nước mỹ không có tuyệt đối tự do nhưng hôm nào buồn buồn thì bạn có thể ra đường đăng báo chửi tổng thống à, muốn chửi đảng nào cũng được tùy ý mặc sức còn bạn muốn hưởng lạc thì cứ cầm tiền qua mỹ bạn sẽ được cung phụng như là đế vương muốn du lịch qua ngắm cảnh hãy đến nước mỹ để ngắm những cảnh hùng vĩ hoành tráng của thiên nhiên được tô điểm hài hòa như những công trình xây dựng tuyệt đẹp muốn hưởng nhàn ở việt nam đi qua mỹ khổ lắm ai ơi thì thưa quý vị và các bạn, qua những cái tâm sự của những cái người bạn của Tuấn Dương sống ở hải ngoại thì Tuấn Dương cũng phần nào nắm được, hiểu được qua cái tâm sự của những cái người bạn đã từng sống ở Mỹ. Tuy nhiên thì cái cuộc sống này nó có vất vả như người ta nói hay là đó là chỉ là cái trường hợp cá biệt thì Tuấn Dương rất muốn quý bà con cô bác kiều bào sống ở hải ngoại không chỉ ở Mỹ nói riêng mà sống ở những nơi khác nói chung tâm sự và chia sẻ về cuộc sống ở hải ngoại để giúp cho Tuấn Dương cũng như là kiều bào có thêm cái góc nhìn và tìm hiểu được về cái đời sống của người Việt ở nước ngoài thì người bạn của mình nói rằng hơn 20 năm sống tại Mỹ thì bạn ấy đã rất là muốn viết lại một cái câu chuyện về uh, cuộc sống của việt kiều ở đây dựa vào cái kinh nghiệm của bản thân của bạn đó và đầu tiên thì bạn ấy uh, nói rằng uh, bạn ấy chỉ muốn là uh, tâm sự và chia sẻ cái uh, quan điểm cá nhân thôi chứ cũng không động chạm hay là muốn nói tới ai và rất là mong quý vị và các bạn hãy bổ sung những các cái ý kiến về cái cuộc sống ở hải ngoại Để mà giúp cho Tuấn Dương Cũng như là bà con ở trong nước Hoặc là định cư ở những nơi khác Khi mà xem được cái video clip này Thì có thêm những cái thông tin Ở Mỹ thì đặc biệt là Phải có làm thì mới có ăn Và câu nói này thì rất là chính xác Với cái cuộc sống bên này Ở Mỹ người ta đi làm rất là hăng say Để trả bill, trả tiền nhà Trả tiền bảo hiểm, ăn uống Và các cái chi phí sinh hoạt khác có rất nhiều người Việt Nam làm thêm bất cứ vào thời gian rảnh của họ nhiều cái cơ sở thì mở cửa 24 giờ mỗi ngày ví dụ như là chợ Walmart, McDonald và hầu hết người Việt Nam sang đây thì đều mua nhà trả góp có nghĩa là mình có thể trả trước từ 3% cho đến 99% sau đó hàng tháng thì mình trả cho ngân hàng và cái thời gian trả từ 15 cho đến 30 năm tiền bảo hiểm và ăn uống thì không tốn nhiều lắm. Nếu bạn sang Mỹ thì cái lời khuyên là nên mua bảo hiểm vì tiền trả nhà thương ở bên đây thì rất là mắc. Có khi là phá sản nếu như bạn mắc cái bệnh hiểm nghèo. Còn về giáo dục và đại học ở Mỹ thì tại Mỹ học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 thì được học miễn phí 100%. Học sinh không tốn bất cứ lệ phí gì, chỉ tốn tiền ăn hàng ngày nếu học sinh có cha mẹ nghèo thì trường sẽ cho ăn miễn phí luôn và xe buýt thì sẽ lại một cái khu tập trung rất là gần nhà của mỗi học sinh để chở đến trường và đưa trả về cái chỗ mà đã được đón và cũng có nhiều cha mẹ chở con cái đi học vài tháng thì trường sẽ cho học sinh đi dã ngoại thực tế để quan sát những gì mà chúng đã học được trong trường để chúng có một cái sự trải nghiệm thực tế và trung thực nhất Ví dụ như là đi tham quan ở viện bảo tàng, đi các cái tòa nhà cao ốc, nông trại và học sinh kém môn nào thì sẽ được giáo viên kèm thêm môn đó. Và ở Mỹ thì thầy và cô giáo không dạy thêm. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái việc mà dạy thêm và học thêm là có đó. Khi lên đại học thì mỗi học sinh đều có thể mượn tiền của chính phủ với cái tỷ lệ tiền lãi rất là thấp dành cho, cho sinh viên. Và khi ra trường thì trả từ từ khi mà có việc làm rồi. Còn về công việc làm và thu nhập ở Mỹ ra sao? Thì đồng lương tối thiểu thì tùy theo tiểu bang, có nơi mức sống thấp thì thu nhập tối thiểu cũng thấp. Và theo cái thống kê vào năm 2010 thì cho thấy ở ba cái tiểu bang có người Việt định cư nhiều nhất là California, Washington và Texas. Theo đó thì cái số thu nhập tức là Ừ, thu nhập làm việc tối thiểu 1 giờ ở cái thời điểm là năm 2010 thì tại California là 8 đô la Mỹ một giờ, tại Washington là 9,04 đô la Mỹ một giờ và tại Texas là 7,25 đô la Mỹ một giờ. Và đây là cái mức lương tối thiểu do chính phủ đề ra và mỗi năm thì chính phủ tăng một cái mức thu nhập tối thiểu cho từng giờ làm việc để đáp ứng với cái nhu cầu sinh hoạt của mỗi người. Thì đây là một cái số liệu thống kê mà Tuấn Dương biết nhưng mà nó cũng khá là cũ kỹ rồi. Năm nay đã là năm 2018 thì rất là mong quý bà con cô bác ở bên đó cũng cho Tuấn Dương biết là vậy hiện nay là cái thu nhập tối thiểu của người lao động một giờ là bao nhiêu. Thu nhập của sinh viên mới ra trường thì cũng tùy vào điểm và khả năng chuyên môn của từng người. Trung bình vào năm 2012 thì mức lương của nhân viên kế toán là khoảng 40.000 đô la Mỹ một năm, tức là khoảng 3.500 đô mỗi tháng. Còn lập trình viên là khoảng 5 10.000 10 đô la Mỹ một năm, tức là cỡ vào khoảng 4.200 đô la Mỹ một tháng. Mỗi năm thì nhân viên sẽ được tăng khoảng 2 đến 10% tiền lương. Thì cái này thì cũng rất là mong quý bà con kiều bào ở đó cũng cập nhật tình hình để giúp Tuấn Dương cũng như là những bà con khác biết. Về chi tiêu cho cuộc sống thì giá cả thì rất là mắc Tại Mỹ một tô phở thì tốn khoảng là à, 8 đô la Tức là cỡ vào khoảng là 200 ngàn đồng Việt Nam Và mỗi bữa ăn trong cái tiệm đồ ăn nhanh fast food McDonald Hoặc là Burger King thì tốn khoảng 5 đô la Mỹ Nếu mà thuê nhà để sống thì mỗi tháng phải trả từ khoảng 700 đô la Mỹ cho đến 2.000 đô À, tùy thuộc vào cái loại nhà nếu nhà villa thì mắc hơn cái nhà townhouse hay là căn hộ chung cư nhà kiểu villa thì có 3 hay 4 phòng và vừa đủ cho một gia đình có hai hay ba con có nhiều người độc thân thì họ thuê phòng để tiết kiệm và mỗi tháng chỉ trả khoảng là 400 đô la Mỹ cho tiền nhà mà thôi và nếu như một người đi cắt cỏ mướn thì mỗi ngày chủ trả 2 triệu nếu làm trong 30 ngày một tháng thì kiếm được 60 triệu anh ta phải trả tiền ăn tiền nhà tiền bảo hiểm và những cái thứ khác và trung bình mỗi tháng mỗi người phải trả khoảng 50 phần trăm số lương của mình cho mọi thứ tiêu xài ví dụ như cái người thợ làm cắt cỏ thì có thể dư khoảng 30 triệu có nghĩa là anh ta chỉ chi khoảng 30 triệu mỗi tháng và cho nên ở Mỹ thì người ta rất sợ thất nghiệp vì thất, thất nghiệp chi quá nhiều và người Việt Nam của chúng ta thì có một cái đặc điểm là rất biết dành dụm và tiết kiệm đề phòng những cái lúc thất nghiệp và ở một số các cái tiểu bang khác thì giá cả chi tiêu thì lại rẻ hơn như là cali hay là texas hay là florida để cái thông tin này cũng rất mong quý bà con kiều bào kiểm chứng về cuộc sống sinh hoạt thì cuộc sống ở bên Mỹ nói chung là rất tốt cho người thích làm việc để kiếm tiền và là một cái vùng đất đầy cơ hội cho ai thích vươn lên. Ở Mỹ thì mọi thứ cạnh tranh đều rất công bằng, sòng phẳng. Chỉ cần bạn có tài thì ở bất cứ lĩnh vực nào bạn cũng sẽ được đề cử và tiến thân. Khi đi xin việc làm thì bạn có thể lên các website hay đọc báo tìm việc làm. Các công việc tay chân như làm cu ly thì cũng cần điền đơn và nộp cho người quản lý. Nếu đơn của bạn làm cho cái người à, kia, Gọi là người duyệt hồ sơ thích thú Vì bạn có hội đủ Cái điều kiện Thì họ sẽ gọi cho bạn để đi phỏng vấn Và nếu người ta không gọi cho bạn Thì bạn cũng có thể gọi cho họ và hỏi xem Nhưng bạn không cần phải đến nơi đó để gặp người quản lý Vì có thể họ sẽ không tiếp bạn Ở Mỹ thì những người có con cái Phải gửi con cho nhà trẻ và đi làm Sau đó thì rước con về Và lại tiếp tục như vậy Có nhiều người muốn Người ở lại nhà để giữ con cho mình nhưng mà rất khó tìm người giữ trẻ tại nhà vì ít người thích cái công việc này. Lương thì lại khá là thấp, khoảng từ 1.000 đô đến 1.400 đô, đô la Mỹ mỗi tháng. Chỉ có người thích trẻ con thì mới có thể làm được cái công việc này. Nhưng đây không phải là ô sin làm không phải làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, mà là người giữ trẻ, chỉ giữ con cái cho bà con đi làm mà thôi và giúp cho chúng ăn uống cũng có một số người tốt thì họ sẽ giúp bạn bằng cách là nấu ăn hoặc là dọn phụ việc nhà cho bạn và ở mỹ thì không được bạo lực trong gia đình hay là ngoài xã hội nếu bạn đánh chồng đánh vợ hay đánh con cái của bạn thì bạn sẽ bị cảnh sát nhắc nhở hoặc là thậm chí là bắt cho nên phải cố gắng kiềm chế và không được dùng bạo lực trong gia đình đi làm cũng vậy cũng không được dùng bạo lực đánh đồng nghiệp và phong tục của người việt nam chúng ta thì hay đánh con cái để dạy cho chúng nhưng bên mỹ thì họ không được phép làm như thế và cái tâm sự cái video clip này và cái bài viết này thì chỉ muốn là ghi chú ra những các cái điều mà tuấn dương vừa mới nêu ra để mà giúp cho quý bà con kiều bào ở những các nước khác hoặc là quý bà con ở trong nước hiểu về cuộc sống cực khổ của người mỹ Ừ, tại cái xứ sở ừ, trời Tây chứ cũng không có cái ý là uh, chê bai hay rèm pha hay cả thì rất là mong muốn bà con hãy cùng thảo luận comment nhất là bà con kiều bào sống ở Mỹ hoặc là ở Úc ở Pháp ở Canada hãy chia sẻ những cái uh, um, khó khăn những cái thuận lợi về cuộc sống ở đó để giúp bà con trong nước hiểu hơn về cuộc sống ở hải ngoại và video clip của tuấn dương thì xin phép được kết thúc tại đây chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hãy đừng quên like cho video comment để lại ý kiến của quý vị và các bạn và chia sẻ clip này cho nhiều người được xem nếu như quý vị cảm thấy nó hay xin chân thành cảm ơn